mọi người nha. Đây là cái lưỡi câu này, là cái lưỡi câu lương này mọi người. Tôi lấy cái lưỡi câu cá thu đó, tôi làm lưỡi câu lương nha mọi người. Lưỡi này nhạy nữa, tôi câu nhiều cá nhiều lương lắm mà đó. Mọi người thấy mấy clip mà dính lương là từ cái lưỡi câu này không đó. Nó dính ở chiến trường nha. Giờ sẵn tôi làm mấy cái thẻ không có lóc thì tôi làm cái thẻ câu lương cho mọi người xem luôn nha. Thì mọi người cũng câu lương, mọi người lựa cái dây nó lớn chút mọi người. Dây này dây leader, dây nó cứng á, cứng để mình xe vô hang mọi người. Này leader 0.74 nha mọi người, đây mọi người rõ không, 0.74 38 NB, khoảng gần 20 kg mọi người, 0.74 nha. Mọi người chọn 0.8 cũng được nữa, nhưng tôi làm cái này cũng vừa rồi. Giờ mọi người nhìn tôi làm nó đơn giản lắm nha mọi người, không có gì khó chứ nha. Mọi người xỏ vào đây, xỏ vào xong xỏ ngược ra thôi. Đó, xỏ vào đây. Vậy nha mọi người. Xong nắm cái dây đầu ngắn nè, kéo đầu dài ra, kéo cho nó dài. Kéo dài luôn. Làm xúc rồi xỏ lại, không có gì đâu. Người thấy cái dây này đi, nó vừa làm chưa, nó cũng hơi ngắn mà mình dài chút nữa đi. Nhầm cái hang lương nó sâu quá rồi mình ở nước sâu rồi mình làm dài cho chắc nha mọi người. Cái này được chưa? Rồi, mọi người thấy cái này rồi. Tổng thứ thôi. Mọi người luồn cái câu vô nhìn mình kéo vậy thôi. Đơn giản lắm nha. Đó, cái gì thôi. Vậy xong. Rồi mọi người cắt đây. Cắt xong rồi xe nha, xe cho thẳng ra nè, rồi nắm đây nè, xong rồi xe, xe gì kéo em mưa, kéo cái dây nó chắc nữa thôi. Xe thành đôi em người, mục đích đôi là giết dây dây này không trong bảy thì nó không đứt đôi mà mình xe là cho nó cứng, nó cứng để mình dùi vô hang lương nó dễ mọi người. Mọi xe này xe không bị cái gì kéo vô nhanh chắc mọi người cầm. Giờ thấy cái hang này nó cứng mình xe được nè, này nó cũng hơi cứng nên chứ chưa cứng lắm. Sẽ hết dây mọi người. Sẽ đánh xăng vào 2 giây. Xếp nha. Cắt
cầm bữa nào mà khi mà cảm thấy nó cứng này mọi người đẩy đi được rồi mà ấy nha. Đầu này chậm nó mình bổ lắm mọi người. Vậy là coi xong cái gì cái con lươn nha mọi người, đơn giản không có gì đâu. Còn câu lươn thì tôi trong mấy video trước tôi có vừa câu vừa hướng dẫn mọi người đó, mọi người vào xem nha. Rồi quan trọng là có cái câu lươn là mình tìm được hang lươn nha mọi người. Chúc mọi người thực hiện thành công nha. Câu lương vui lắm mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người nên làm cái này, bỏ theo xe của mình đi đâu đó, mình đi đâu chơi mình. Nếu có trùng thì mình móc trùng, không có móc con ốc mình câu cũng dính lương mang ốc mọi người. Chúc mọi người thành công nha mọi người.